cách để chuyển tranh trắng đen thành tranh màu mà mình thường dùng. Chuẩn bị trước một tranh trắng đen để thử nha. Tạo một tệp mới, các layer màu kế tiếp mình sẽ để trong một tệp này cho gọn nha. Ngay một pha trộn, kéo chọn một soft line. Mình sẽ chia nhỏ cái phần trong bức tranh rồi tô riêng. Các bạn cứ đập màu vào thoải mái. Chưa ưng màu đó thì chọn Ctrl U để thay đổi sắc độ này nọ nha. Tô tóc hay cái phần sau cũng thế. Tạo một layer mới trước, sau đó đập màu vào. Ấn phím Ctrl U để thay đổi sắc độ cho hợp mắt hơn. Chúc mọi người thành công!